Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang đứng ở đây là địa phận thuộc phường Mỹ Xuân ở thị xã Phú Mỹ. Đây là một cái khu người ta đang làm gọi là câu cá giải trí. Có cái hồ, cái ao này rất là to. Anh ơi, từ đây mà ra đến quốc lộ 51 khoảng bao nhiêu cây nhỉ? Hai cây thôi, gần nhỉ? Chưa tới 2 cây. Con là 1. Rất gần. Thì trên cái lô đất này có diện tích là 4 hecta quý vị nhá. 4 hecta. Xung quanh là đã rào kia rồi kìa. Cái tiết bờ tường ấy quý vị nhá. Đây bờ tường này. Đó, bờ tường. Còn đây là mặt xung quanh anh đã xây tường rồi. Chỗ này là con lưới này. Còn có tường xong rồi cột thép chống lên này. Đấy, mặt đường đấy là đường hiện hữu đấy. Đường hiện hữu là tới 200, dài 250 m. Thì tương lai ở đây là sẽ có một con đường rộng 48 m chạy qua đất, là chạy qua chỗ cái bàn ghế đây ngồi đây này đó. Đấy, sẽ chạy qua đấy, là rộng 48 m băng ngang qua đất này. Cái con đường này là nối từ thị trấn Phú Mỹ ấy đến tận Đồng Nai luôn, kéo dài. Thì 4 hecta ở đây nó có 300 mét thổ cư rồi, và đất ở đây thuộc quy hoạch khu dân cư kết hợp với lại cây xanh. Thì cái quy hoạch cây xanh, cái cây xanh ở đây á, thì nó đã có quy hoạch mấy chục năm rồi, không biết hiện giờ nó đã điều chỉnh hay chưa. Nhưng mà thấy chỗ anh chủ đất tí gọi điện lại đây, hồ đây. Đây, giá chào bán đang cho khu đất này là 3 triệu 1 m², tương đương nguyên lại 120 tỷ quý vị nhá. Đấy, bên cạnh chỗ kia bờ tường là người ta đang phân lô bán, thì người ta bán khoảng 7 triệu 1 m², mà đất cũng đất nông nghiệp thôi, chưa có sổ riêng. 500 m² mới có sổ riêng, thì tức là 300 thành 3,5 tỷ mới được một lô. Đấy, trung bình bán khoảng 7 triệu, giao 7 triệu chứ không phải 6 triệu thôi mà đất gọi là bìa chung thôi, thì khoảng 500 triệu một lô 100 m², 500-600 triệu một lô. Thì đây là cái ao này, nguyên cái ao này nó rộng khoảng gần hecta. Đấy, toàn bộ khuôn viên khu đất là 4 hec, nhưng mà thực tế là phải 4,5 hec quý vị nhá. 4,5 hec. Anh xung quanh đây thì hiện tại cái này anh đang cho thuê nhưng mà sắp hết hợp đồng rồi, và anh ấy sẽ làm lại cái khu vực này, làm lại cho nó bài bản. Bên này người ta cũng vậy, hình như bên kia đất phân lô cũng có cái hồ to lắm. Đây, ra đây xem cái chỗ khu này người ta phân lô xem thế nào. Đây, bên này người ta đã cắm cột điện các thứ này, phân lô tiếp này. Đó, hiện tại đấy, cái cột điện ở kia quý vị đấy, khó xem một chút nhưng đấy người ta đóng cọc. Đây, đất của mình rộng mãi tít trên kia. Đường vào đường ô tô quý vị nhé, đường vào thoải mái ô tô. Để chắc mình đi ra ngoài chút. Đây, mình đang đi ra ngoài đường đây xem nào. Mình đang nuôi gà thả vườn, ngỗng, vịt.
này mà có ai mà đầu tư vào đây để làm cái này bài bản thì rất là tốt. Bên cái hồ này rất là rộng, câu cá đây người ta chuyên về câu cá rồi. Đây có những con cá khoảng 7-8 cân thì cũng có. À, phía ngoài đây, đất của mình này, nhìn tận bãi tích trên kia. Quá trời gà. Chó đấy, đây là đường vào đấy quý vị nhé. Đấy, đường vào đây. Xong rồi có cái con đường đi bên hông đây. Đi bên hông đây. Đây có con suối này. Suối á, đất của mình hay bãi tích trên kia. Đây mình cùng đi ra ngoài này. Quá rộng luôn, 4 hectare mà, nhưng mà thực tế gần 5 hectare quý vị nhé. Chào bán 120 tỷ. Đất thuộc thị xã Phú Mỹ, phường Mỹ Xuân. Đây, một tít lên trên kia. Cái mặt đường này nó khoảng gần 300 mét, 250 mét. Hiện tại đang đường đất ở đây, đất ở chạy thẳng đây này. Đó, đây phía bên này này. Xây tường hết rồi. Và giá đang chào bán là 120 tỷ quý vị nhé. Thì quý vị nào có nhu cầu mua để làm cái dự án ở đây, biệt thự sân vườn hay này kia, bởi vì nó có hồ sẵn đây rồi. Anh ấy đã trồng những cái cây xà cừ ở đây cả hơn chục năm nay à. Nên là nó có không gian sẵn luôn, cây cối mát mẻ làm sân vườn các thứ, biệt thự sân vườn thì quá tuyệt vời. Đấy, hay đầu tư lớn, nói chung phải đầu tư lớn, làm bài bản ở đây. Mở dự án lớn. Cái thứ hai là có một cái con đường 48 mét chạy ngang qua. Đấy là con đường chính để nối giữa các thị trấn với nhau và chạy thẳng lên Đồng Nai luôn. Đấy. Thì quý vị nào quan tâm để làm dự án thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý quý vị nhé. Quý vị hãy alo cho tôi theo số điện thoại tôi để bên dưới. Và hãy góp ý cho tôi để tôi hoàn thiện hơn trong các video lần sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cũng như những sản phẩm mà tôi đưa lên. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Cây cối à?